Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô sâm trái nha cô chú anh chị. Hàng sâm núi sâm trái nha. Đế đẹp. Ở lô này thuộc dạng cây cũng cây vip vip không nha cô chú anh chị. Cây cũng khá không à. Cây cũng vô chuẩn cây bonsai á. Đó, hàng sâm trái đâm chồi mạnh khỏe nè. À, cái này là nó muốn ra bông luôn, ở ra trái luôn nè cô chú anh chị. Em thấy hình như nó có giống như cái chùm vậy. Có mấy cây nó đâm chồi ra gì là nó có trái luôn rồi đó. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Vô cây đầu tiên luôn ha. Cây mã số là A1 nha cô chú anh chị. Một cây trực lắc ha, chi cành đều. Đâm chồi mạnh hết ha. À, cái dàn đế nè cô chú anh chị mình thấy nha. Đó, dàn đế cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Đó, ngay cái co lắc đó quá đẹp nha. Em đo hoành ở đây là 12,5 hoành ha. Chiều cao là 30. Cao 30. Kính bầu là 22. Kính bầu 22. Mã số A1 em xin giao lưu là 900.000. A1 nha cô chú anh chị. Cây này 900.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số A2. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cái form ha. Cái dáng cực kỳ đẹp luôn. À, đế nè, đế giống như đế thú luôn nha. À, chân trước chân sau là đầy đủ. Rồi, thông số luôn. Hoành em đó đây là 13. 13 hoành. Chiều cao nó 27. Cao là 27. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số A2 em xin giao lưu là 700.000. A2. Cây này 700.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship cho cô chú anh chị chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Mã số là A3. Cây này to nha cô chú anh chị. Cây này bự lắm ha. Ủa, chi cành đẹp luôn. Gọng lắc cũng đẹp luôn nha. Đế nè. Quay cái dàn đế cho cô chú anh chị mình. 24 giờ không thiếu cọng nào luôn nha. Đó. Quá đẹp luôn. Rồi thông số. Hoành em đó đây là 14. 14 hoành. Chiều cao đây là 34. Cao 34. Kính bầu 19. Kính bầu là 19 nha cô chú anh chị. Mã số A3 em xin giao lưu là 1.200.000. A3 à, cây này 1.200.000. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. À, cây này nhìn ngoài nó lực cây, nó bự cây lắm ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số A3. Đó, một cây vắng bay quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đường thân chi cành đâm chồi mạnh, đế cũng đều nha. À, đó, cô chú anh chị mình xem cái dàn đế nè, về mình kéo rễ sơ sơ lại là ok luôn. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây ha là 13. 13 hoành. Chiều cao ở đây là 21. Cao 21. Kính bầu 18. Mã số A3 em xin giao lưu là 900.000. A3. Cây này 900.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A4. Một cây phong cao nha cô chú anh chị. Cây này chia cành đẹp ha. Cây rộng nè. Đế lực nè. Cây này đế cộng bự bự không nha cô chú anh chị. Đế cộng to to không à. Cây nào nó cũng đâm chồi trở lại hết rồi ha. Dòng sâm núi nha cô chú anh chị. À, sâm trái. Rồi thông số luôn. Quảng đó đây là 16. 16 hoành. Chiều cao 32. Cao 32. Kính bầu 19. Kính bầu là 19. Mã số là A4. Em xin giao lưu là 1 triệu. A4. Cây này 1 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là A4 nha cô chú anh chị. Một cây dáng trực ha. À, cây này phong hơi cao nha. Chi cành đều. À, trực bay ha. Đế lực nha. Đế cộng to to không nè. Đâm chồi mạnh hết rồi ha. Dòng sâm trái nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 14. 14 hoành. Chiều cao nó 31. Cao 31. Kính bầu 19. Kính bầu là 19.
Mã số A4 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. A4 nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. A5. À, mã số là A5 nha. Đó, một cây trực nha. Có chi cành nha cô chú anh chị. Đế khá. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 13. 13 hoành ha. Chiều cao là 29. Cao 29. Kính bầu 20. Kính bầu là 20. Mã số A5 em xin giao lưu là 700 ngàn. A5 nha cô chú anh chị. Cây này 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số A6 ha. Đó, cây này chia cành đều nha cô chú anh chị. Phong cũng phong cao ha. À, đế nè. Đó, đế khá là đều nha. Đế lực lắm á cô chú anh chị. Đó, đế cũng khá là đều ha. Rồi thông số luôn. Cây này mà nó ra tàn cái là nó đều gan luôn á cô chú anh chị. Hoành em đo ngay đây là 14. 14 hoành. Chiều cao đây là 29. Cao 29. Kính bầu 19. Kính bầu 19. Mã số A6 em xin giao lưu là 1 triệu. A6, cây này 1 triệu. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo. A7, cái cây này đường thân quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, cốt nó lắc à. Cô chú anh chị mình xem ha. Cốt chính nó lắc dữ ha. Đế nè cô chú anh chị. À. Đế cũng nở ha, chi cành đều đẹp luôn. Rồi, thông số luôn. Là 16 hoành nghe vị trí đó nghe cô chú anh chị. Ở trên đây thì 12. Trên nó 12 ha. Chiều cao của nó là 35. Cao 35. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Mã số A7 em xin giao lưu là 1 triệu. A7. Cây này 1 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Một cây trực lắc rất đẹp nghe cô chú anh chị. Đó. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. A8. Đó, cây này quá trời lực luôn. Đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nằm chơi trực bay được ha. Nè, đế nè, dàn đế nè cô chú anh chị. Dàn đế hai lớp khỏi chơi luôn. Rồi thông số luôn. Đa hoành ngay đây là 13. 13 hoành. Chiều cao tới đây là 38. Cao 38. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. Mã số A8 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. A8 nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. A9. Đó, cây này mình chơi văn nhân được nha cô chú anh chị. Có cái co rất là đẹp nha. Đó, cái co. Đế nè. Đế đẹp luôn nha. À, em quay dần đế cho cô chú anh chị mình như con thú vậy ra. À, đặt kẹo nè. À, đây nó có cái gù đây nè. Có cái gù độc lắm nha. À. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 12 rưỡi. 12 rưỡi hoành. Chiều cao nó 28. Cao 28. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số A9 em xin giao lưu là 900 ngàn. A9 nha cô chú anh chị. Cây này 900 ngàn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A10. Đó, một cây này cũng khá là đẹp ha. Đường thân cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Đế nè. Đó, lô này đế đẹp nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha. Mặt tiền đế rất đẹp nha. Rồi thông số luôn. Ở trên đây là 12 rưỡi. 12 rưỡi hoành. Chiều cao nó 34. Cao 34. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Mã số A10 em xin giao lưu là 1 triệu. A10, cây này 1 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A11. Một cây dáng bay quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành khỏi chê luôn ha. Điều gan. Đế. Đế này cơ bản có 2 cộng ở trên này nha cô chú anh chị. Ở bên đây thì chưa có xuống được nữa ha. Nếu như về cô chú anh chị mình khui ra có thể là nó nhiều lắm á.
Rồi, thông số. Quảnh đang đây 14. 14 quanh. Chiều dài của nó 27. Dài 27. Kính bầu 22. Kính bầu là 22 nha cô chú anh chị. Đó, cây phong bay chi cành đều rất là đẹp cây nha. Về cái này là nó lên một cái tàn cái nữa là quá ấm luôn rồi nha cô chú anh chị. Tàn của nó tới đây là 40. Chiều dài cái tàn là 40 ha. Chi cành đều đẹp. Mã số A11 em xin giao lưu là 1 triệu. A11. Cây này 1 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A12. Cũng một cây vắng bay luôn cô chú anh chị ơi. Đó, chi cành nó bỏ cũng khá đều ha. Đế nè. Đế nè ha. Đó, đế cũng đều nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Còn em đo ngay đây là 14,5. 14,5 của anh. Chiều cao tới đây là 20. Cao 20. Kính bầu là 19. Kính bầu 19. Mã số A12 em xin giao lưu là 900.000. A12 cây này 900.000 của chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A13, một cây trực lắc đế đều nha. Đó cô chú anh chị em thấy đế nổi lên trơn nha cô chú anh chị. Cây trực ha. Chi cành đều hết trơn. Rồi, thông số luôn. Quanh em đo ngay đây là 15. 15 quanh. Chiều cao là 33. Cao 33. Kính bầu 19. Kính bầu 19 nha. Mã số là A13 em xin giao lưu là 1.200.000. A13 nghe cô chú anh chị, cây này 1.200.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo, một cây thuộc dạng cây siêu phẩm luôn cô chú anh chị ơi. Vắng bay mà chi cành quá đẹp luôn ha, không lỗi gì trơn. Chi cành khá là chuẩn cây nha cô chú anh chị, hàng chuẩn cây luôn á. À, cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Chi cành không bỏ lỗi nào trơn. Đế nè. Đế nè nha cô chú anh chị. Ở đây ở dưới này chắc có thể là có đó, tại vì em không dám môi nữa ha, môi nữa yếu cây. Cơ bản là nó nổi lên được gì rồi đó. Đế rất đẹp ha. Rồi, thông số luôn. Chi cành quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Quanh em đó đây là 17. 17 quanh. Chiều cao tới đây là 28. Cao 28. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. Đây này có mã số là A14. Em xin giao lưu là 1.500.000. A14 nha, cũng là cây cuối cùng của clip nha cô chú anh chị. Cây này là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Một cây rất là chuẩn dáng bay nha cô chú anh chị. Rồi, chào cái luôn em ơi. Dạ, em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại